Thưa quý vị, cơn bão số 6, bão Trà My đổ bộ trong trưa chiều nay đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Nhiều nơi bị ngập lụt và cây xanh bị ngã đổ trên các tuyến đường. Tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hiện có 5 thôn với hơn 600 hộ dân bị ngập lụt. Ủy ban nhân dân huyện đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện tàu thuyền, lương thực, thuốc men để ứng cứu hỗ trợ cho bà con tại đây. Phương tiện máy móc để khắc phục nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Còn tại thành phố Đà Nẵng, hàng loạt cây xanh đã bị ngã đổ trên nhiều tuyến đường như là đường Quang Trung, đường ven sông Hàn. Và ngay khi ngớt dông gió, lực lượng công an các quận, huyện đã tích cực tổ chức đốn hạ, di rời các nhánh cây ngã đổ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Do ảnh hưởng trước và trong bão, khoảng 300 mét bãi biển Thuận An thuộc thành phố Huế và bãi biển Phú Thuận ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sóng biển xâm thực nghiêm trọng, làm hư hại hoàn toàn hệ thống đường xá và gãy đổ cây xanh dọc tuyến đường. Nhiều nhà dân ở khu vực gần bãi biển đã bị nước biển tràn vào nhà nên phải gấp rút sơ tán. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra các điểm xung yếu bị xâm thực mạnh để có hướng khắc phục, đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng ven biển. Bão số 6 cũng làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện 110 kV và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gây sự cố gián đoạn cung cấp điện cho người dân. Đến 15 giờ ngày hôm nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 140 sự cố lưới điện tại các tỉnh và cấp điện lại cho hơn 500.000 khách hàng, chiếm gần 3/4 tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 6. Hiện tại, 63 sự cố còn lại tại các tỉnh thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Kon Tum cũng đang được tập trung khắc phục trong thời gian sớm nhất. Như vậy là bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Tình hình mưa lũ ở Trung Bộ sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời biên tập viên Thời tiết Việt Hà. Dạ vâng, thưa anh Hạnh Phúc, dự báo là từ nay cho đến hết đêm mai thì vùng mưa sẽ bắt đầu dịch chuyển lên khu vực phía Bắc ạ. Trong đó thì khu vực Nam Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa dự báo là từ 150 đến 250 mm và có những điểm mưa rất to vượt 400 mm. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi hay là tại Kon Tum thì cục bộ sẽ có những điểm mưa trên 200 mm. Lượng mưa này cộng với việc đất đá bị bở rời do mưa lớn suốt từ hôm qua cho đến giờ thì dễ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Theo đó thì vùng núi thuộc các khu vực như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là tại Kon Tum là những khu vực mà có nguy cơ cao nhất. Còn với thủ đô Hà Nội thì dự báo trong đêm nay trời nhiều mây và có mưa nhỏ, nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 20 độ C, trời lạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh thì đêm nay cũng có khả năng có mưa vài nơi, dự báo là nhiệt độ thấp. Đêm nay tại khu vực trung tâm thành phố hay là tại Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức sẽ trong khoảng là 26 độ C, còn với Nhà Bè và Cần Giờ là 27 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ. Xin được cảm ơn chị Việt Hà với những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi. Thưa quý vị, sau 6 tháng thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh buôn bán có thu phí tại 11 tuyến đường, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng thêm 41 tuyến khác có thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè. Và nhiều hộ dân đã ủng hộ thành phố nên sớm nhân rộng mô hình này để yên tâm buôn bán, kinh doanh. Đây là một trong những tuyến đường ở khu vực trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được triển khai việc là thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè cho các cái hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Như vậy là sau 6 tháng thí điểm ở tại 11 tuyến đường thì tổng cộng quận 1 sẽ thu phí sử dụng vỉa hè ở 52 tuyến đường. Yên tâm hơn khi mà đô thị xuống hoặc là gì đó, mỗi lần xuống là phải chạy rất là vất vả. Thì nếu mà có giấy phép thì nó sẽ yên tâm hơn, sẽ không phải nhắc nhở nữa, thì mình đỡ hơn cho khách. Có lợi cho nhà nước và cũng có lợi cho người dân, thì nói chung là sẽ chấp hành, không có việc gì hết. Mình làm vậy cho nó vừa lòng khách mà cũng yên tâm nữa, mà người làm đi người ta cũng khỏi ngại nữa. Trước đó vào tháng 5 thì địa phương này bắt đầu thí điểm và đã có trên 370 hộ đăng ký sử dụng. Số tiền đã nộp là hơn 810 triệu đồng. Tổng số là 52 tuyến đường có cái thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Như vậy thì sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm để sử dụng khai thác vỉa hè mà không ảnh hưởng đến người đi bộ. Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành mức phí áp dụng cho từng trường hợp sử dụng, hiệu lực từ năm 2024. Mức phí được thành phố áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, ở nội thành sẽ cao hơn ngoại ô. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất là 350.000 đồng 1 mét vuông mỗi tháng. Các hoạt động khác áp dụng từ 20.000 đến 100.000 đồng 1 mét vuông mỗi tháng.
Liên quan tới việc nhiều nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như là Temu, Shein, 1688 đã kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa tiến hành đăng ký hoạt động, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu đẩy mạnh quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Ngay trong tháng 10 này, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phải chủ động liên hệ với đội ngũ pháp lý của Temu, yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, có thể phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phù hợp. Đồng thời tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi mà thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới chưa được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký. Tiếp tục với thông tin quốc tế, ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi một vụ dẫm đạp xảy ra tại ga tàu Bandra ở thành phố Mumbai của Ấn Độ. Giới chức địa phương xác nhận nguyên nhân ban đầu do nhiều hành khách xô đẩy nhau để kịp lên một chuyến tàu hướng đến miền Bắc của Ấn Độ. Một số hành khách đã bị thương sau sự việc trên, đồ đạc, vật dụng cá nhân cũng đã rơi vương vãi trên đường ray, khiến cho nhiều tàu không thể khởi hành. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần nhất. Nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's dự kiến sẽ đem đấu giá bức tranh chân dung Alan Turing, vị cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại, được robot trí tuệ nhân tạo AI có tên là AIDA vẽ lại. Nếu mà đấu giá thành công, nhiều khả năng AIDA sẽ trở thành nghệ sĩ robot AI hình người đầu tiên trên thế giới có tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá. Sotheby's sẽ bắt đầu phiên đấu giá vào ngày 31 tháng 10 tới đây, với giá trị của tác phẩm ước tính có thể lên tới 195.000 đô la Mỹ, tương đương là gần 5 tỷ đồng Việt Nam. Tác phẩm mang tên AI God có chiều cao là 2,2 mét và được robot AIDA giải thích rằng đây là cách mà cô truyền cảm hứng cho người xem về cách con người sử dụng AI một cách tích cực, trong khi vẫn nhận thức được những rủi ro và hạn chế. Robot AIDA hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán AI và có camera trong mắt và bàn tay nhân tạo hoạt động như tay người. Chính quyền Indonesia sẽ khuyến khích thế hệ Gen Y và Gen Z tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp nhiều hơn bằng cách cam kết cung cấp công nghệ hiện đại và hứa hẹn mức lương 10 triệu rupiah, khoảng 16 triệu đồng Việt Nam, gấp 5 lần mức lương trung bình của người nông dân Indonesia hiện nay. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, một trong những mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto là đạt được khả năng tự cung cấp, tự cấp lương thực. Một trong những chiến lược mà Bộ Nông nghiệp nước này đề ra là thu hút những người nông dân thế hệ Gen Z và Gen Y tham gia vào nông nghiệp. Chương trình thu hút thế hệ trẻ tham gia lĩnh vực nông nghiệp bao gồm việc thành lập một đội gồm 15 lữ đoàn thanh niên để quản lý 200 hectare đất nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển các vùng đất nông nghiệp mới. Khói bụi và ô nhiễm không khí là câu chuyện không của riêng quốc gia nào và giải pháp phổ biến nhất thường được nói tới là trồng thêm cây xanh. Tại Sao Paulo của Brazil, có một người đàn ông đã tự bỏ tiền túi để tạo ra một công viên xanh giữa thành phố với hy vọng là giúp cải thiện chất lượng môi trường nơi mình sinh sống. Ông Helio da Silva, người dân thành phố Sao Paulo, Brazil, đã âm thầm thực hiện một hành trình xanh hóa đô thị đầy phi thường. Đó là tự tay trồng 41.300 cây xanh trong suốt 2 thập kỷ qua, tương đương với khoảng 2.000 cây mỗi năm. Ý tưởng tưởng như điên rồ đã thành hiện thực khi ông đã thành công cải tạo một khu vực từng bị bỏ hoang và là nơi tụ tập của những con nghiện trở thành một công viên xanh mát, một lá phổi giữa lòng thành phố đông đúc. Hành trình khởi đầu từ năm 2003, khi ông Silva và vợ đi dạo qua những con phố không một bóng cây ở Sao Paulo, chứng kiến quá trình đô thị hóa đã lấn át các không gian xanh và ảnh hưởng tới cảnh quan cũng như chất lượng không khí, ông Silva đã quyết định tự mình bỏ tiền túi để cải tạo. Mọi người có thể nghĩ tôi là kẻ điên, nhưng tôi muốn để lại một di sản cho thành phố mình sinh sống. Nếu mọi người hỏi tôi là ai, tôi sẽ trả lời mình là người trồng cây. Và tôi muốn được nhớ tới với vai trò là một người trồng cây như thế. Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân tích cóp trong nhiều năm, ông đã kiên trì gieo trồng cây giống tại khu vực Tiquatira và chăm sóc chúng với tình yêu thương đặc biệt. Để rồi đến nay, con số đã lên tới hơn 40.000 cây xanh thuộc 160 loài khác nhau. Nỗ lực của ông đã được ghi nhận sau 5 năm, khi thành phố Sao Paulo chính thức công nhận công viên Tiquatira là công viên tuyến tính đầu tiên của thành phố, trải dài giữa hai đại lộ đông đúc. Không chỉ thế, Tiquatira đã trở thành một khu đa dạng sinh học với sự xuất hiện của khoảng 40 loài chim bản địa, giúp mang lại sức sống cho khu vực. Công viên cũng trở thành nơi lý tưởng cho người dân thành phố, tới đây hít thở không khí trong lành, tập thể dục và tận hưởng không gian tự nhiên. Các bạn hay trồng cây và trò chuyện cùng với nó. Cây cối sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta, bởi chúng chính là liều thuốc tự nhiên cho mọi người. Những không gian xanh giữa đô thị là vô cùng cần thiết để hấp thụ nhiệt và cải thiện chất lượng không khí,
đặc biệt là khi Brazil vừa trải qua những vụ cháy rừng nghiêm trọng. Ông Silva vẫn đang đặt mục tiêu chinh phục mốc trồng đủ 50.000 cây cho công viên Ticuatira. Nhưng trên hết, ông hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người tham gia vào việc phủ xanh thêm nhiều khu đô thị trên khắp đất nước Brazil. Đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, thêm một đường bay kết nối Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp của Việt Nam, với thành phố Daegu, Hàn Quốc đã chính thức được mở vào ngày hôm nay. Đường bay được Vietjet khai thác với tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hành trình bay mới hứa hẹn mang đến những trải nghiệm cho người dân và du khách của Việt Nam và cả Hàn Quốc. Đến nay, hãng bay này đã có 12 đường bay giữa hai quốc gia, kết nối các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt với những đô thị hàng đầu của Hàn Quốc như Seoul, Busan và Daegu, mang đến sự thuận tiện và nhanh chóng cho hành khách.